I wanna feel something. I want some good loving. I want some good loving. Want it to mean something. Set this old heart buzzing. Maybe that's where you come in. Maybe that's where you and I begin. No, I don't need a heavenly home. If you were born to run, I was made to run with you. I was made for you. I need some church, darling. I need some church, darling. I am a false prophet. I must confess, darling. Maybe that's where you come in. Maybe that's where you and I begin. Our love's a great mountain. Our love's a great mountain. Climbed up and fell down it. We live to laugh about it. Oh, baby, you and I survived. Maybe God thanks you that I'm alive. No, I don't need a heavenly home. A place beyond the clouds with everyone we've ever known. It don't matter where we go. If you were born to run, I was made to run with you. I was made for you. I wanna feel something. I want some good loving. Take me to church, darling. Our love's a great mountain. Baby, after all this time. Kính thưa quan viên hay họ, kính thưa các vị khách quý, bà con, cô bác, bạn bè thân hữu của hai gia đình, hai cháu. Lời đầu tiên, cho phép tôi được đại diện cho họ nhà trai, chân thành gửi tới họ nhà gái, các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè thân hữu của hai gia đình. Lời chào trân trọng nhất, kính chúc toàn thể nhà gái, các vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình và hai cháu có cuộc sống hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực của công tác. Qua thời gian quen biết và tìm hiểu, đến giờ phút này, tình cảm của hai cháu đã đến độ chín muồi. Cháu Lê Huy và cháu Thủy An mong muốn được về chung sống dưới một mái nhà, chính thức làm vợ làm chồng của nhau và được phép đồng ý của gia đình họ nhà gái. Hôm nay nhà trai chúng tôi đến đây trước hết là ra mắt họ nhà gái và thứ hai là xin tạc thành cho hai cháu. Tôi xin phép được giới thiệu thành viên của họ nhà trai chúng tôi đến dự lễ ăn hỏi hôm nay. Tôi là Đinh Ngọc, bên cạnh tôi là ông Lê Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Cúc, thân sinh của cháu Lê Huy. Tiếp theo là bà Kỳ, mẹ thân sinh của Mở Đức, vợ của cậu ruột, cậu bồ. Tiếp theo là chú Thang, các bác, các chú, các cô, các dì, bạn bè, thân hữu của gia đình, ông bà Hùng Cúc. Đến với lễ ăn hỏi hôm nay, nhà trai chúng tôi có mang tới các trạp lễ ăn hỏi sang nhà gái. Mong rằng nhà gái chấp nhận để cho hai cháu nên duyên vợ chồng. Bây giờ tôi xin phép mời bà Nguyễn Thị Kim Cúc, thân sinh của cháu Lê Huy, và bà Nguyễn Thị Bạch, thân sinh của cháu Thủy An,
lên cùng nhau mở các trạp lễ vật để cho các cháu kết duyên nên vợ nên chồng. Yours here right now, the kind of night we dream about. Oh oh oh, oh oh oh, it's beautiful. Flies when you get it right. So long time to me. Trước mắt cho phép tôi xin giới thiệu, tôi là Đỗ Thuyên, đại diện do gia đình họ nhà gái. Xin kính thưa cụ, xin thưa bác Ngọc, xin kính thưa bác Hùng, bác Cúc và bác Thang và cùng các vị thầy đại diện cho họ nhà trai. Xin kính thưa các quý vị, các vị khách quý. Đúng là hôm nay là ngày lành tháng tốt. Vâng, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Cũng như qua thời gian các cháu tìm hiểu, sự nhất trí của hai gia đình, hai họ, sự nhất trí của Đại sứ quán của người Việt ta, chúng ta tại Cộng hòa Séc, cũng như tình yêu của các cháu đã đến khi kết trái, đã đến khi đơm hoa. Và chúng ta, những con người Việt Nam xa quê, chúng ta vẫn thực hiện được những nghi thức đúng như tổ tiên chúng ta để lại, làm những lễ ăn hỏi, lễ đón dâu và tổ chức cưới. Xin kính thưa các vị đại diện họ nhà trai, họ nhà gái, chúng tôi đến giờ phút này cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là cảm động, và xin phép các cụ ông, cụ bà cho chúng tôi được truyền tải những thông tin này trực tiếp về quê hương. Thì tôi nghĩ giờ phút này ở Mê Linh, rồi ở Quảng Bình, và người thân của chúng ta nhận được hình ảnh này sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Gia đình nhà gái chúng tôi có con gái, gia đình nhà các cụ, các ông, các bà bên gia tộc nhà họ Lê, các ông, các bà có con trai, cũng muốn có những ngày long trọng này để đánh dấu cuộc đời. Ngày hôm nay đánh dấu sự trưởng thành của các con, đoàn kết của hai dân tộc các quý vị. Ngày hôm nay các quý vị đã đem đến đây những lễ ăn hỏi. Gia đình họ nhà gái chúng tôi xin nhận lễ ăn hỏi, xin nhận tình cảm của các quý vị và chính thức xin nhận cháu Huy là đến để ăn hỏi cháu Marian Chu nhà chúng tôi. Sự hiện diện của các vị, tôi cũng xin phép được thay mặt họ nhà gái xin chúc các cháu mạnh khỏe, chúc các cháu hạnh phúc trong ngày hôm nay, chúc các gia đình hai họ đoàn kết như một gia đình. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với các quý vị, các ông, các bà, mấy cụ ở bên họ nhà trai, gia đình chúng tôi, họ nhà gái cũng có sự hiện diện của gia đình ông Chu Quang Hưng là em ruột bác Chu Quang Huy là em ruột bác Hưng, và gia đình chú cháu Tú Anh là anh con bác đối với Marianco, và gia đình cháu Tú Anh và Hương, rồi cùng tất cả các con cháu bên họ gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng hiện diện về đây. Dưới khán phòng như thế này không, chúng ta không thể hiện diện ngồi được hết, và xin các họ nhà trai thông cảm, và chúc các quý vị họ nhà trai, chúc cụ, chúc các bác vị đại diện họ nhà trai là có một sức khỏe dồi dào và có một cuộc sống hạnh phúc. You lit me up, you made me feel as though I wasn't up. Then you smiled over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wait.
wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. Chương trình của các cháu ngày hôm nay là một ngày rất là lành, tháng tốt. Sau khi họ nhận lại tôi đã xem được lễ ăn hỏi các cụ công các bà đến ở tập phòng đê nhà các ông. Tôi biết các bà chúng tôi tiếp theo làm chương trình khác, và đến giờ và gia đình chúng tôi thì sau khi nhận lễ và có một số món quà để lại mặt trời cho gia đình của nhà trai. Và xin kính mời chúng ta cùng chạm vào tay và xin kính mời hai bà thông gia để chào lễ. Tôi xin phép thay mặt cho nhà trai chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nhà trai. Hy vọng rằng sau khi nên vừa nên chồng, hai cháu sẽ kề vai sát cánh bên nhau, yêu thương nhau, vượt qua mọi khó khăn, tình của gia đình và của thân hạnh phúc. Bây giờ nhà trai chúng tôi xin phép ra về. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Bên nhà trai chúng tôi có cơ sầu để mang đến làm lễ ăn hỏi cháu ạ. Vâng. Xin dâu. Xin dâu ạ. Xin phép cho cháu Thúy An về cùng với gia đình của bên họ Lê. Xin mời bà nhận. Mời bà Cúc là ra đón đoàn ạ. Running late on a Wednesday. Shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me. Two hearts on a cold street. Looking back at the same time. Feel your warmth, did you feel mine? I get the urge, but I can't speak. Two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. When I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay. Cause I'm thinking maybe. Kính thưa các cụ ông cụ bà, anh em họ hàng thân thích của hai gia đình, cho phép tôi lời đầu tiên gửi tới họ tộc nhà gái, anh em bạn bè thân thích của hai gia đình và hai cháu lời chúc sức khỏe, lời chào thân thiện nhất. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Ngọc, bác của cháu Lê Huy. Được sự thống nhất của hai gia đình, hôm nay họ nhà trai chúng tôi có cơi trầu dâng lên gia tiên họ nhà gái. Và tôi cũng xin trân trọng được phép thay mặt cho họ nhà trai tuyên bố lễ rước dâu chính thức đưa cháu Thùy An về làm dâu trong gia đình và làm con làm cháu của gia tộc họ Lê chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng xin phép gia đình ông Chu Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Bạch cho cháu Thùy An về làm dâu con trong gia đình của ông Lê Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Cúc. Xin gia đình ông bà nhận cơi trầu rước dâu của gia đình gia tộc họ trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính thưa tất cả các quý vị, xin kính thưa các cụ ông, cụ bà, gia tộc bên nhà ông Hùng và bà Cúc. Kính thưa các quý vị, ngày hôm nay là một ngày lành tháng tốt. Được sự hai gia đình đã thỏa thuận,
hai gia đình đã đi đến thống nhất ngày hôm nay. Họ nhà trai, các quý vị đã đem cơi trầu đến để đón cháu về làm dâu bên nhà các cụ, các ông, các bà. Thay mặt họ nhà gái chúng tôi đồng ý với sự hiện diện của các quý vị khi đón con gái nhà chúng tôi, cháu gái nhà chúng tôi về để làm dâu nhà các cụ, các ông, các bà. Và chúng tôi cũng từ giờ phút này cũng nhận con trai của các cụ, các ông, các bà, cháu Lê Huy là con rể của gia đình nhà chúng tôi. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong cuộc sống các cháu còn trẻ người, non dạ, các cháu còn nhỏ tuổi. Chúng ta đều là những bậc cha mẹ, đều mong cho các cháu sống hạnh phúc. Ngày hôm nay, các cụ ông, cậu bà, các vị đại diện họ nhà trai đến đây, chúng tôi thấy là rất là hạnh phúc. Cảm ơn, trân trọng sự đón rước của các quý vị, sự hiện diện của các quý vị để đón cháu về làm dâu bên nhà ông Hùng, bà Cúc. Chúng tôi cũng đồng ý cho hai cháu làm lễ gia tiên. Nhưng trước khi cháu Marianka Chu về nhà của quý vị, ông anh bà chị tôi cũng muốn có một tấm quà để gửi cháu. Và tiếp theo, xin phép chúng ta hãy chứng kiến giây phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất của người mẹ, người bố khi trao quà tặng cho con gái bước lên xe hoa về nhà chồng. Xin kính mời. Nào, bây giờ bên nhà trai này đến để đón con gái. Now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. Bố ra ông Marie cho con nhá. Chăm sóc Marie thật tốt. Bố tin tưởng ở con. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake with you. Whenever I'm with you. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts, just you and me. That was just you and me. Rồi, thế bây giờ là bà Cúc và bà Bạch là đã để quà vào đây. Quà này là của tất cả gia đình, họ nội, họ ngoại của hai bên, cả họ Chu, cả họ Nguyễn, cả bên chỗ họ Lê và họ Nguyễn của ông bà Cúc để trong này hết. Đây, đây là của ông bà nội của Marie này, rồi là của bà ngoại của Huy này, và tất cả các bác, các cô, các chú, các cậu, các dì và thậm chí là cả các anh em, anh chị em là nằm trong này hết. Đây là tôi hôm nay là đại diện để bây giờ đưa cho bà Cúc, để bà Cúc đưa cho, thôi chào luôn cho hai đứa luôn đây nhá. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà, mấy các vị đại diện, khách quý họ nhà gái, vì Marianko cổ cao nên chúng ta không kiềng vàng cỏng kiếc kể cả sợ gãy cổ, nên là mới gia đình để phong bì. Thực tế là đến giờ phút này là gia đình của nhà gái thấy rất thấy là hạnh phúc ạ. Tôi cũng là cha chú thôi nhưng mà cảm thấy như con gái mình lấy chồng, và tất nhiên trong tấm lòng của các vị cũng vậy. Các quý vị đã đến từ đường xa, cả cụ cũng vậy, mới sang mà cụ đã cũng đến để tham dự với con cháu. Thì con thấy là đầu tiên con kính chúc cụ mạnh khỏe và cảm ơn cụ và các vị đại diện họ nhà trai, nhà gái chúng tôi đã có cơ trầu ấm nước để mời các quý vị đường xa, và bây giờ cũng đến bữa trưa rồi. Cho phép chúng tôi xin mời các quý vị chúng ta di chuyển về nhà hàng Sen ở Văn Hà 4 và dùng bữa trưa thân mật với gia đình chúng tôi, với bên họ nhà gái. Xin các cụ ông, xin các cụ, các ông, các bà bên
họ nhà trai chúng ta nhiệt liệt được hưởng ứng. Giờ lành đã đến. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin được phép đưa cháu Thùy An về bên nhà ông bà Lê Thanh Hùng và Nguyễn Thị Kim Cúc để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trân trọng kính mời nhà gái, bà con cô bác họ hàng của nhà gái và bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu đến dự lễ thành hôn với nhà trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.